Khép lại 3 bảng đấu vòng 3 của Rap Việt mùa 2, 3 trong số 8 thí sinh bước vào chung kết đã chính thức lộ diện bao gồm BY, Lekka, Vsauce. Đây đều là những rapper đã chơi rap lâu năm và có danh tiếng nhất định trong giới under. Trừ trường hợp của BY Hạ được Son 7, người có hơn 10 năm chơi rap và là thầy của dàn rapper tài năng thì chiến thắng của Lekka và Vsauce hoàn toàn có thể được dự đoán từ trước. Ngay khi biết thông tin về dàn thí sinh đấu ở bảng B, Karik, Bin và Jam đều lo lắng khi quái vật Lekka từ team qua quy ra trận. Anh chàng đã từng làm giám khảo trung mâm với cả Jam và Bin nên trình bán rap cũng chẳng phải dạng vừa. Vừa thấy bảng đấu, khán giả đã biết luôn kết quả Lekka giành chắc suất vé vào chung kết. Tương tự ở bảng C, Vsauce giành chiến thắng dễ dàng khi đấu với toàn tân binh như JJ team qua quy, Zki team Karik và Sanghao team Bin. Ba phần thi của dàn newbie đều để lại những dấu ấn bùng nổ, cho thấy sự lột xác sau thời gian được rèn luyện bởi các huấn luyện viên. Tuy nhiên, chẳng ai có thể qua được màu sắc rap melody tự tạo giai điệu quá đặc trưng của Vsauce. Khép lại tập 12 Rap Việt, một tài khoản đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm. Sau tập này thiết nghĩ nên hạn chế cho những bạn đã có tên tuổi hoặc đã có kinh nghiệm rap lâu năm dự thi, vì làm như vậy không khác nào giết chết tài năng trẻ. Ý kiến này được rất nhiều người đồng tình. Thế nhưng bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cũng cho rằng đây là sân chơi chung để giúp dàn rapper được nhiều người biết đến tài năng của mình. Nhờ tham gia Rap Việt, các rapper từ lâu sống trong bóng tối của giới under giờ đây mới có thể bước ra ánh sáng, được khán giả biết đến nhiều hơn. Đáng chú ý, sau Son 7 bại trận, Bin lại mất thêm một ngựa chiến là Obito. Dù nằm trong bảng đấu tử thần, Obito đã cố gắng hết mình để hoàn thành tốt phần thi của mình. Chủ nhân bản hit sim vô lớp còn quyết định không dùng beat của Tour Liver mà phối hợp với producer riêng để tạo nên bản rap hoàn hảo. Trên sân khấu lần này, Obito còn mang hẳn các thành viên OTD Gang để lên hỗ trợ phần biểu diễn. Tuy nhiên, đứng trước đối thủ mạnh như Lekka, Obito đã bại trận khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Kết quả này khiến fan không khỏi tiếc nuối cho Bin cũng bởi bộ đôi Son 7 và Obito từ đầu đã được dự đoán ít nhất cũng phải có vé vào chung kết. Tính đến trường hợp nếu cả hai đều không được nón vàng từ các giám khảo, team Bin quả thật chỉ còn lại những tân binh không còn quân cờ nào mạnh để có thể đấu lại dàn thí sinh từ các đội còn lại. Sau bảng đấu của Son 7, Bin là người hứng chịu chỉ trích từ khán giả hâm mộ. Người xem đều quy hết cho Bin rằng nam rapper đã có nước đi sai lầm, đổi mới Son 7 khiến thầy 7 bại trận trước BY. Thế nhưng ở tuần này, khán giả cũng không thể trách Bin, có chăng là do Obito gặp một đối thủ quá mạnh mà thôi. Chưa khép lại vòng bứt phá, Obito vẫn còn nhiều cơ hội để bước vào chung kết nếu nhận được nón vàng từ hai giám khảo. Biết đâu phép màu sẽ xảy ra với team Bin vào phút chót thì sao? Có một điều bất ngờ đó là sau khi tập 12 Rap Việt lên sóng, netizen đã phát hiện bức ảnh tiên tri từ vòng 2 của Fly Team tiên đoán chính xác số phận của hai thí sinh mạnh đội Bin. Trong khi các thành viên khác đều quây quần Big City Boy, Obito và Son 7 đã đứng tách biệt với cả đội. Ngoài ra, theo nhiều tin đồn rò rỉ trên mạng xã hội, Kelly Emut Team Bin sẽ đại diện Fly Team tiến thẳng chung kết. Dù chưa biết thực hư ra sao, nhưng nhìn vào bức ảnh trên, Kelly lại đứng ngay cạnh thầy. Muốn biết kết quả có chính xác không, có lẽ phải đợi xem hết vòng bứt phá Rap Việt mùa 2 thôi. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay hãy đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ chương trình nhé.